Ngày 16 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, cơ quan này đang cố gắng tiếp cận bệnh viện Nasser sau cuộc đột kích một ngày trước đó của Israel. Đây là bệnh viện lớn nhất còn đang hoạt động tại dải Gaza. Người phát ngôn WHO Tariq Jasarevic nói rằng, vẫn còn nhiều người bị thương nặng và bị bệnh đang còn trong bệnh viện. WHO cũng đang cố gắng tìm hiểu tình hình bệnh viện Nasser để hỗ trợ những người còn lại bên trong. Bệnh viện ngày càng xuống cấp đồng nghĩa với việc nhiều sinh mạng bị đe dọa. Hiện vẫn còn nhiều bệnh nhân bị thương nặng và bệnh tật đang nằm trong bệnh viện. Nhu cầu cấp thiết là cung cấp nhiên liệu và đảm bảo tiếp tục các dịch vụ y tế. Chúng tôi cũng đang cố gắng xác định các bệnh nhân nguy kịch và tìm cách chuyển họ đi an toàn. Cũng trong ngày 16 tháng 2, Tổng thư ký Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới Christopher Lockyer đã tố cáo Israel tấn công bệnh viện Nasser, dù thông báo với nhân viên y tế và bệnh nhân rằng họ có thể ở lại. Theo ông Lockyer, một nhân viên y tế của tổ chức này đã bị giam giữ tại một trạm kiểm soát của Israel khi đang chạy trốn khỏi bệnh viện. Điểm mấu chốt mà tôi muốn đề cập là khái niệm sơ tán không thể áp dụng với hỗ trợ nhân đạo và các dịch vụ y tế. Ngay từ đầu, các bệnh viện không nên bị sơ tán vì những nơi này được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế. Điều đó cần được sự tôn trọng để chúng tôi có thể chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ những người thực sự cần. Quân đội Israel cho biết cuộc đột kích bệnh viện Nasser mang tính chính xác cao và có giới hạn và được thực hiện dựa trên thông tin tình báo cho biết Hamas đang giữ nhiều con tin cùng thi thể những con tin Israel khác tại đây. Israel đã cáo buộc Hamas thường xuyên sử dụng bệnh viện, xe cứu thương và các cơ sở y tế cho mục đích quân sự. Quân đội Israel đã công bố nhiều đoạn phim mà họ cho rằng là cảnh các đường hầm chứa vũ khí bên dưới các bệnh viện.